ThinkPad là dòng máy tính xách tay của Lenovo dành cho giới doanh nhân, dưới mức giá phù hợp, đảm bảo sự kết nối hợp hiệu quả giữa giá trị, sức mạnh và khả năng sử dụng. Máy tính phù hợp với công việc nghiên cứu, văn phòng, học tập và giải trí. Lenovo ThinkPad S531 sở hữu thiết kế ThinkPad quen thuộc với các góc cạnh được thiết kế vuông vức. Nắp máy vẫn được làm bằng nhựa nổi bật cùng logo ThinkPad ở góc dưới cùng bên phải. Logo này sẽ sáng lên màu đỏ khi sử dụng dưới ánh đèn điện hoặc nhấp nháy khi hệ thống ở chế độ sleep. Lenovo ThinkPad S531 sở hữu một hệ thống bàn phím chiclet full size với kiểu thiết kế bàn phím đảo, khả năng chống tràn cùng độ nảy tốt của các bàn phím bấm. Các nút bấm được bo tròn, bề mặt phím hơi lõm tạo cảm giác thật khi nhập tích. Một điều khá nối tiếc đó là hệ thống bàn phím này không được trang bị đèn LED hỗ trợ. Cũng giống như các model thuộc dòng ThinkPad khác, E531 này cũng sở hữu thêm một touchpad cùng một checkpoint tiện lợi. Với checkpoint, mọi thao tác đều được thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác, thậm chí người dùng còn không cần di chuyển tay ra khỏi checkpoint. Bên cạnh nó, touchpad máy được thiết kế khá rộng, mang đến cho bạn tác vụ chuyển hướng trên desktop là chính xác, kể cả các thao tác cảm ứng đa điểm như pin to zone, xoay với hai ngón tay. Touchpad khá ấn tượng, nhưng hai nút bấm chuột trái và phải sử dụng chưa thật sự nhạy như trên các phiên bản ThinkPad cũ, bởi người dùng sẽ phải sử dụng nhiều lực hơn để nhấn xuống. Máy sở hữu một màn hình 15,6 inch sắc nét với độ phân giải 1366x768 pixel. Với màn hình này, chất lượng hình ảnh được hiển thị một cách chân thực cùng độ sáng hợp lý. Tuy nhiên, còn một hạn chế đó là góc nhìn màn hình này thật sự không quá rộng. Qua trải nghiệm thực tế, chúng tôi nhận thấy khi xem bản trailer 1080p của Riddick và Skyfall, hình ảnh sắc nét và màu sắc chính xác nhưng cùng vùng tối và hình ảnh bắt đầu bị đảo ngược khi nhìn ở góc độ 45 độ cả bên trái và bên phải. Ngoài màn hình, hệ thống âm thanh trên chiếc E531 này cũng được đánh giá khá cao. Loa mặt trước của ThinkPad E531 cung cấp âm thanh phù hợp đủ lớn để nghe trong một phòng nhỏ. Với vi xử lý thế hệ thứ 3 nền tảng Ivy Bridge Intel Core i7-3627QM, ThinkPad S531 mạnh mẽ trong mọi tình huống xử lý. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ thông thể tuyệt vời hơn đến từ bộ nhớ RAM 4GB công nghệ DDR3, cho phép máy chiến nhiều ứng dụng nặng một cách mượt mà. Tại cùng một thời điểm, việc chạy 20 tab trình duyệt và một số ứng dụng khác cũng không quá khó khăn. Ổ cứng HDD dung lượng 320GB cho phép người dùng truy xuất dữ liệu tốc độ cao, cũng như mang đến không gian đáp ứng nhu cầu lưu trữ từ phía người sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi còn rất nhiều cấu hình khác để bạn lựa chọn. Bạn có thể trải nghiệm máy tại cơ sở 1233 xã Đàn, quận Đống Đa, cơ sở 2186 Lê Thành Nghị, quận Hai Bà Trưng. Mọi ý kiến đóng góp thắc mắc vui lòng bình luận phía dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.